Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong video này em sẽ giới thiệu cho anh chị về một chiếc xe Toyota Altis phiên bản 1.8V màu đen. Thì chiếc xe này bên em vừa cổng từ bên cảng về, vẫn còn những miếng dán màu trắng trên nắp capo ở trên nóc xe ạ. Thì em xin phép làm video giới thiệu về ngoại thất chiếc xe này, cũng như cung cấp cho anh chị về một chút về thông tin xe của Altis thời điểm hiện tại. Altis thì được phân phối thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Lần lượt là 1.8G, 1.8V trước mắt chúng ta đây, 1.8HV. Về giá thì lần lượt các phiên bản như sau: 1.8G có giá niêm yết là 719 triệu, hiện tại là đang giảm cho anh chị là 15 triệu tiền mặt, mà tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu đồng. Và phiên bản tiếp theo, phiên bản trước mặt chúng ta đây là phiên bản 1.8G có giá niêm yết là 765 triệu và giảm cho anh chị là 5 triệu tiền mặt, mà tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Còn phiên bản cao cấp nhất là phiên bản 1.8HV, phiên bản xăng điện, có giá niêm yết là 860 triệu. Hiện tại đang giảm cho anh chị là 10 triệu và tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Với để lựa chọn các phiên bản thì thứ nhất là theo cá nhân em, nếu mà anh chị muốn sử dụng máy thuần xăng thì nên là phiên bản 1.8V này. Bởi vì là hai phiên bản nó chênh nhau khoảng một bản là 719, một bản là 765, thì hai phiên bản nó chênh nhau khoảng 46 triệu ấy. Tuy nhiên là về option cũng như là về ngoại hình hai phiên bản khác nhau khá nhiều. Thứ nhất là về cái quan trọng nhất là cái Toyota Citizen này. Cái này thì anh chị muốn độ ở bên ngoài là không có, bởi vì là có liên quan đến các cái vận hành về xe như là cảnh báo tiền va chạm, giữ làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp, rồi hỗ trợ phương tiện cắt ngang, rồi cái cảnh báo điểm lùm mù. Còn ngoài ra ở phía thân xe thì sẽ khác nhau về la răng. Phiên bản này được trang bị là la răng phay xước, còn phiên bản tiêu chuẩn là chỉ được trang bị là la răng phay xước thôi. Còn ngoài ra về cái trong màn hình nữa, trong màn hình thì phiên bản tiêu chuẩn là chỉ được trang bị cái phiên bản màn hình nhỏ hơn. Đấy, còn đối với 46 triệu mà anh chị có những option như vậy mà cái giá xe nó là ra biển nó rơi khoảng hơn 800 triệu mà chênh nhau có 40 triệu thì em nghĩ là nên là lấy phiên bản này. Còn nếu mà anh chị nào đang muốn tham khảo phiên bản xăng điện để nó có tiết kiệm với nhiên liệu và thân thiện môi trường thì phiên bản đấy là phiên bản phù hợp. Đối với phiên bản xăng này, mức tiêu thụ nhiên liệu nó chỉ rơi khoảng tầm chưa đến 7 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Còn phiên bản xăng điện thì chỉ có khoảng 4 lít thôi. Còn tiện Gray em xin phép giới thiệu về cái chính sách trả góp bên em. Bên em thì hỗ trợ trả góp xe lên đến 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa là 7 năm. Thì nó cũng để mang chiếc xe này về nhà nó rơi khoảng tầm gần 200 triệu là có thể lăn bánh chiếc xe ra ngoài đường. Alo em. Trong khuôn khổ video nhanh này em xin phép giới thiệu sơ bộ về xe cũng như là về ngoại thất chiếc xe. Anh chị nào cần em tư vấn thêm về các vấn đề về xe cũng như là trả góp thì liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình nhé. Xin phép hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.